Mọi lần các bạn thấy tôi hay uống và test nước Lavie thì thực ra không phải tôi quảng cáo, uống Aquafina không phải tôi quảng cáo, mà vì là khi tôi mới về khu này thì cái anh giao hàng anh đưa cái tờ rơi quảng cáo cho tôi, thế là tôi gọi. Còn bên Lavie thì tôi hỏi thông tin, tôi không có điện thoại, xong hỏi mấy cửa hàng thì họ giấu, họ không cho, kiểu là mình phải mua trực tiếp qua cửa hàng chứ họ không đưa mối buôn. Thì nhân cái tự nhiên tôi nhìn thấy bên Lavie quảng cáo những cái chai nước về kỳ quan thiên nhiên Việt Nam, tôi cũng thấy hay. Tôi mới bảo là không biết là in cái ảnh kỳ quan lên thì nó có tác động đến chai nước hay không, thì nó có khác biệt gì không. Thế là tôi mới đặt mua về, và biết đâu mình cũng qua đấy mình lấy được cái số giao hàng ở đây. Thế hôm nay thì tôi đang định đi về thì họ giao cho một cái thùng kỳ quan thiên nhiên này, nên tôi mang ra tôi đo thử xem có gì khác biệt không, đúng không? Chúng ta phải test, biết đâu là năng lượng cao. Thực ra trước đây thì tôi chưa đo năng lượng của Lavie này, mà tôi mới đo cái độ tinh khiết của nước. Nhưng mà cái clip đấy tôi quay khá lâu rồi, và sau đấy thì tôi quên, tôi không đưa lên và tôi chưa làm lại. Thì trong các cái loại nước tinh khiết chúng ta uống như Lavie thì cái chỉ số tôi nhớ nó mang máng khoảng 15-20. Thì lúc nào tôi sẽ làm clip riêng về cái độ tinh khiết. Thì riêng cái Lavie này thì lúc tôi đo nó lại lên 300, thế là tôi mới ngạc nhiên. Thì sau đấy tôi tìm hiểu ra đây là nước khoáng, thì người ta đã có khoáng ở bên trong, còn những cái nước kia là nó chỉ là thuần túy tinh khiết, còn đây mới là khoáng. Thì cái tỷ lệ khoáng của nó rất lớn. Và hôm nay thì họ có một gửi một cái thùng, thì thực ra là tôi hơi ngạc nhiên một chút, là đáng nhẽ cái kỳ quan họ phải in bên ngoài để cho chúng ta nhìn để đẹp, tôi lại tưởng họ lừa. Vì thấy bên ngoài nhìn thoáng qua thì thấy giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái dòng chữ. Ví dụ ở đây có Cát Bà rồi chuỗi ngọc xanh giữa biển khơi này, và họ in hình bên trong rất khó nhìn. Tức là mình muốn nhìn là mình phải nhìn kiểu như thế này, nó rất khó nhìn các bạn. Đây là Cát Bà Hải Phòng này, các bạn có nhìn rõ không? Thực ra rất khó đúng không, để quảng cáo nhìn như này là đảo Cát Bà là có nước này, đèo Hải Vân là có núi này. Tôi nghĩ là in kiểu này rất khó nhìn, đúng không? Chúng ta nhìn được cái đèo Hải Vân này hầu như sẽ khó quan sát. Nhưng mà thôi, đấy là cái việc người ta quảng cáo hình ảnh kém thì kệ sát người ta. Tôi sẽ đo thử từng cái, ví dụ cái này là đèo Hải Vân này, núi. Mình mang núi đi đo trước. Ồ, cũng được đấy các bạn ạ. Cái này nó lên này, nó lên được chỗ này là chưa đến 45, chỗ này thì thế thì nó được khoảng 40 thôi các bạn. Cái đèo này được 40 này, cũng có nghĩa là tức là cái năng lượng này nó, nhưng mà tôi nghĩ không phải do cái chanh gì đâu, tôi nghĩ là do nước hơn, tức là do cái nước khoáng nó sẽ mạnh hơn. Hôm trước tôi đo cái nước lọc ô đây này, đúng rồi, nó cũng thế thôi các bạn, khoảng 40. Cái này là Cát Bà Hải Phòng này, Côn Đảo Vũng Tàu là nước đây các bạn nhé, cũng thế, tức là nó giống nhau khoảng 40. Tôi nghĩ là tức là cái chanh nó sẽ không tác động gì, cái chanh không tác động gì mà là do nước. Cái này là đèo Bình Hưng Khánh Hòa, hòn ngọc thô kỳ diệu của Việt Nam. Tôi thấy chữ ngọc, hòn ngọc thô hay quá nên là tôi cũng thế, 40 các bạn, giống nhau hết, 40. Thế thì có nghĩa là nếu mà tôi rót ra nó cũng sẽ 40 thôi. Nhưng mà thế là cũng cao đấy các bạn. Đỉnh Chu Va Lai Châu, đỉnh núi Mây Vờn. Nhiều chữ quá, chúng ta hình ảnh và ít chữ thôi. Đúng là tôi nói giống các bạn, tức là tôi có nói là chúng ta bị chuộng hình thức nhiều từ ngữ nên là văn từ văn khấn dài dằng dặc. Nhiều quá. Và tôi có đặt thêm thì cho họ đỡ bỏ công chuyển một thứ gì thì cái này như mới ra là hương chanh bạc hà tự nhiên ngọt, ngọt nhẹ. Thực ra đây là nước ngọt tôi không thích lắm, mua ủng hộ mất công họ ship.
Cái này thì ít, được có khoảng 20, nó được có tí đến đây, không đáng kể, không dùng được. Cốc này là cốc không, tôi định uống hôm nay không uống cà phê vì phải về luôn. Đây, cái này cốc nhựa không thì nó cũng chả có gì, nó lên một ít. Ngọc Thô, Khánh Hòa, Cát Bà, Hải Phòng. Thôi mình ở gần Hải Phòng mình ạ, uống cái Hải Phòng. Tôi đổ ra cốc tôi xem. Tôi nghĩ là do cái cốc và do cái lượng nước khoáng này nó có thể đẩy lên được so với cái nước lọc kia. Và nước lọc kia hình như mới mua, nó là mọi lần nếu mà chưa đặt cạnh kim tự tháp là nó được một tí thôi đúng không? Không nhớ lắm. Đấy, nó 40 thôi mà các bạn, tức là cái khoáng của nó, năng lượng nó lên được 40, rất ok đấy. Tức là mình mới mua, mình không cần kim tự tháp. Mọi lần cái nước lọc tôi lọc máy tôi đo cho các bạn là bao nhiêu nhỉ, thì tôi lấy từ có lẽ là có một ít khoáng, hơi hơi có vị. Tôi mới nhìn lại cái bình lọc của tôi thì đây là cái nước lọc Carofi 10 cấp, cái loại đắt nhất tôi mua cách đây tháng 11 đến bây giờ là tháng 7, 8 tháng là cái bình Carofi 10 cấp. Tôi không nhớ mọi lần tôi đo bao nhiêu. Chứng tỏ thì cái này nó yếu hơn cả cái Lavi nhé các bạn nhé. Nó lọc, mặc dù là nó có bù khoáng, có bù khoáng mà được lên khoảng có khoảng 5. Yếu. Thì bây giờ tôi lại test một cái này nữa. Cái này là nước tôi vẫn chưa lúc tôi làm cái nước thì cái vòi đun nước nóng của tôi là nó chảy trực tiếp từ nước máy luôn, chưa qua hệ thống nào lọc luôn các bạn. Đấy là một cái giờ tôi chưa xử lý được nước của mình, nên là khi mình hôm nay phải uống nhanh về mà cũng là ngồi nhà nhiều mệt quá nên là uống ít. Đây là trà bổ thận các bạn, xem là cái trà bổ thận này ra nó có tăng năng lượng hơn không. Tất nhiên là xét về mặt y học thì trong này có 18 vị đông y thì nó hỗ trợ năng lượng rồi đúng không, nhưng mà mình xét về mặt trường khí chung là xem nó có hơn được cái gì hay không. Ồ, cũng được đấy chứ các bạn, rất chi là ok nhá. Đấy, tức là nước bình thường mà khi đưa cái này vào lên là bây giờ nó lên được 50 rồi. Nó chờ thêm một lúc nó khôi được tiếp thì có khi là cũng ok đấy. Đấy là xét về mặt năng lượng thôi, thế là cũng ổn rồi. Nghĩa là cái nước Carofi của mình bình thường lọc mà nó quảng cáo là có những cái lõi kia nó có bù khoáng mà tận 1-2 năm mới phải thay, chứng tỏ là quảng cáo đúng không các bạn, chứng tỏ quảng cáo. Để cho hoàn thiện cái clip này thì ở nhà tôi thì tôi không tin, vì tôi không tin các cái hãng, nên là ở nhà tôi lắp đặt hệ thống lọc khác cũng 10 loại của một ông khác. Ông này là Carofi thì ông kia là cái gì đấy, hai ông cạnh tranh với nhau tôi quên tên, để tôi về tôi nhìn tôi lấy và mai xuống tôi làm cái nốt cái đoạn sau của clip này, xem là cái nước tôi lấy nước lọc của nhà có mạnh hơn không. Mà nếu mà không mạnh hơn được cái này thì mình gọi cái này uống, không thì lại phải đặt cái kim tự tháp. Hoặc là bây giờ tôi sẽ để cái kim tự tháp cạnh cái vòi lọc các bạn. Tôi sẽ để kim tự tháp cạnh cái vòi lọc. Thì tôi sẽ bổ sung thêm hai đoạn. Một là nước ở nhà và nước ở lấy cạnh kim tự tháp ở vòi lọc, xem có khác gì không. Đây là cái vòi lọc nước máy và tôi cũng không cần để kim tự tháp xịn. Tôi để cái kim tự tháp nó đang bị rụng đầu ở đây các bạn ấy.